mắm thì làm có phần ra cũng đẹp lắm, sức sức nước thúi nha, nước thánh lộn. Cái này là sức nước thánh nha mấy anh chị, nước này là nước thánh đó, chứ không phải nước thúi nha. Nước đó là nước nước thánh đó, nó ra cái tờ màu xanh xanh đó. Ok, zoom ra chút nha cho nó đẹp nha. Ok, giờ mình làm màu này là anh chị em cái màu mà tình yêu đã ghi rõ ở trên này ha, có nó có cái cho có cái mã số tình yêu ghi trên cái star tag đó. Ok, giờ mình làm cái màu này là màu soft white, nó là N2, thấm xuống này cho nó khô nè, cho nó ráo nè, bỏ lên nè, nhẹ nhẹ cái tay thôi, đưa cục bột vô. Tại cái móng nó nhỏ quá cho nên tình yêu phải để dọc, chứ để kia nó bự sợ nó tràn ra ngoài, hiểu không? Để dọc cục bột nó dễ control hơn, tại nó nhỏ nó nằm ở trong cái móng, vuốt nhẹ 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 cho bột nó ráo. Mùa này cũng đã sắp sửa là mùa đi vào mùa đông, nó hơi lạnh lạnh. C2 mọi người nha, trời ơi 100 mấy chục người mà ba chỉ có ba cái comment à, buồn dễ sợ luôn. Lúc này bộ ghét tình yêu lắm mà sao vô là núp lùm không à. 137 người mà chỉ có ba cái comment là sao, không lẽ nói giờ tôi làm video lậu, làm video mua mua view. Trời ơi. Mà nói thiệt nha, tôi không có ăn ăn cũng không có ăn nữa đó, mua view gì trời. Mua view quá, có nhiều người mua view quá bị Facebook bị block. Phải mua vì nhiều view quá không được đâu nha, mua view là bị block á. Mua view nhiều là bị Facebook nó lót á, đừng có mua nha. À, em ở khúc nào của Houston? Dạ em không có ở Houston anh chị ơi, em ở cách Houston 1 tiếng rưỡi đồng hồ đi về hướng Austin nha. Tình yêu không có ở Houston, tình yêu ở trên Austin chứ không có ở Houston. Houston là quê hương thôi, quê hương là chùm khế ngọt cho con chèo hái mỗi ngày, mà ở bên Mỹ không có khế cho nên. Ok, là bây giờ mình sẽ bỏ cái ombre màu màu A11 lên nè, natural ha. Thường thường khách là vô là đa phần là đòi hỏi cái màu này không, màu này là màu A11 rất là natural, vuốt nhẹ cái tay thôi, nhìn là biết nó loang ra lần, nó loang ra là mình ngưng, đừng có vuốt nữa, là mình chỉnh đốn một tí xíu xong rồi mình bỏ thêm cục thứ hai thôi. Sao sướng quá có tay làm hoài vậy? Ồ, tại vì anh làm giỏi em. Trời ơi, tôi mở tiệm nail ra mà hỏi có tay làm hoài, không có làm tay, tôi làm hoài làm gì có tiền mà trả tiền bill. Trời ơi. Nói nghe, nghe câu đau lòng tí sợ luôn á, phải chúc mừng cho tôi chứ, phải chúc mừng cho có khách hoài làm hoài chứ. Không có khách lấy tiền đâu trả bill. Tính cho tôi nằm đường ha, tính cho tôi đi ra cầu bố cầu cầu 45 ở Houston nằm ở hay sao vậy? Đó, bây giờ mình bỏ bột lia nè, đó, bỏ bột lia nè. Bỏ một xíu bột lia lên. Đó. Anh chị nghĩ có đúng không? Anh chị nghĩ tôi tình yêu nói đúng không? Trời ơi, người ta có khách là kêu có khách làm hoài, không có khách mà chết ngắt à. Không có khách là còn có nghĩa là đứng đứng đường hoài luôn á. Dạ anh dạy bột ở Houston nha, tình yêu dạy bột ở Houston, nhưng mà hai cái lớp của tình yêu kế tiếp nó đầy rồi, tình yêu không có nhắc nhở gì tới cái lớp nữa, tại vì cái lớp nó đầy rồi, cho nên là đợi sang năm nha anh chị em, sang năm tình yêu sẽ có lớp lại, tại vì lớp tháng 10 và tháng 12 đã đầy chỗ rồi, không còn chỗ để đăng ký nữa, cho nên thông cảm cho tình yêu ha. Em nhìn anh dạy cách đắp bột hình chữ V như em vẫn bị sai, sư phụ ơi. Dương Dương ơi, thường thường em phải cúng gà cúng heo rồi cho sư phụ nó mới linh, chứ em kêu sư phụ không không vậy làm sao mà làm được. đâu mà khang khang tự nhiên kêu, kêu sư phụ ngang vậy. Em muốn làm đẹp là em phải cúng gà hoặc là cúng heo, nếu mà chơi lớn nữa là cúng bò đó.
thì nó mới gọi là tôn sư trọng đạo chứ. Tự nhiên khang khang vô kêu sư phụ ơi không có làm được đâu, phải cúng nha, phải cúng mới được nha cưng. Else I can help you? Yeah. I'm busy now, baby. Tomorrow? Okay, to after 5. I'll write them down tomorrow after 5:30, okay? Okay. I'll see you in a little bit, baby. Dạ, một khóa như vậy là 700 đồng à, một khóa học của tình yêu là 3 ngày 700 đồng, có ở có ăn luôn, có ăn có ở có cà phê có bia uống và có nói chung là mọi thứ là tình yêu lo hết, là anh chị em chỉ đem theo cái máy dũa thôi, với lại có cọ thì đem cọ, còn với lại cái đầu dũa, còn không có thì anh chị em phải mua, anh chị em phải mua cái đó. Tình yêu có bán, anh chị em không cần phải lo nó. Tình yêu có bán mấy cái đó, ví dụ như cây cọ anh chị em mua về thì anh chị em mua về anh chị em xài luôn đó. Còn cái mà anh chị em chỉ mang qua là mang cái gì, mang tấm lòng qua thôi. Ví dụ như anh chị em nào mà có lòng ở khu vực của anh chị em nào mà có món gì ngon ngon thì mua qua ăn nhậu cho vui, nó vậy thôi. Còn qua đây là tình yêu lo hết, từ cơm nước cơm áo gạo tiền tình yêu lo hết. Anh chị em chỉ qua là chỉ có tấm lòng đem qua là cố gắng học làm sao cho giỏi, làm cho giỏi về kiếm tiền được rồi. Nhớ cục thứ hai là vuốt nhẹ nhẹ cái tay ha. Nhớ mấy cái móng này nó nhỏ xíu, anh chị em phải vuốt làm sao đừng có để nó tràn bột ra ngoài nè, thấy không? Mấy cái móng này nó rất là khó. Tại vì sao? Nó nhỏ lắm, nó nhỏ xíu à, nó nhỏ, mấy cái móng tay này nó rất là nhỏ. Cho nên anh chị em vuốt không cần phải vuốt mạnh là nó đi ra ngoài, nó tràn ra ngoài là mình phải tém vô lại, nó cực lắm nha. Cho nên làm phải cho nó kỹ, cho nó đẹp. Hello Thăm Hứa. How are you? Dạ em cũng anh rồi, sao không Thăm? Em cúng anh hồi nào, làm gì có chuyện đó. Em cúng mà sao anh không nhớ vậy? Chuyện này chắc lạ là nha. Em đâu có cúng anh cái gì đâu. Nhớ nhìn cục bột tình yêu bỏ nè, bỏ một chỗ thôi. Rồi mình lúc cái cọ ra mình để nhẹ vô nè, đó, mình đưa vô nè, thấy không? Mình đưa vô để chi, để cho hai bên này nó thiếu bột. Mình không có quan tâm bên chỗ hai cái bên cái mê, hai bên cái góc đó, mình phải cho nó thiếu bột nó mới đẹp được. Tại sao mà tình yêu nói vậy? Có nghĩa là khi mình bỏ cái này thiếu á. Ok, mình giải thích rất là kỹ nè, khi mình bỏ bên đây nó thiếu nè, bên đây nó thiếu nè. Rồi khi mình bỏ cái cục bột phin lên nó mình cover một cái á, là hai bên đây nó sẽ không bao giờ lòi cái màu trắng ra, mà cái mình thấy cái màu phin nó sẽ đẹp hơn. Tại vì anh chị em, có nhiều anh chị em mới thấy thiếu, đẩy cục bột lên cho nó đủ cục bột. Để làm chi vậy? Đâu cần đâu, tình yêu đâu cần đâu. Không có nên làm như vậy. Đó, trên dĩa chỉ làm sao cho nó đầy ở chính giữa nè, hai bên là vuốt vô nè, đó mình vuốt vô cục bột hai bên nè. Vút vô nè, đó, cục bột làm sao cho chính giữa nó dày nè, nó có độ mô nè, thấy không? Cái độ mô của cái móng nè, thấy chưa? Mình phải đắp bột như vậy. Trời ơi, thấy không? Tôi biết ngay mà. Trời ơi, đừng có lừa tôi nha. Đừng thấy tôi á, hả? Còn nhỏ lừa tôi nha. Người ta nói là sư phụ không quan trọng tuổi tác. Đã gọi là sư phụ là phải tôn sư trọng đạo nha. Đừng có gạt thầy nghe chưa? Đừng có gạt thầy, đem thầy đi bán ăn nghe chưa? Không chơi gì không vui đâu. À, nhớ không, thấy tình yêu làm không? Lúc nào nhìn cái cục bột này ở giữa nè, nhìn là tình yêu sẽ zoom ra cho mọi người coi cái cách lắp như thế nào để cho nó ra cục bột ombre nó đẹp. Nhìn kỹ nha, nhìn tình yêu sẽ zoom ra. Đây, zoom ra cho mọi người coi nè, đó zoom ra nè, cái ngón cái nè, anh chị em thấy ở giữa này nó mô không? Thấy nó mô cái chỗ này không? Nó mô không? Nào nhìn bên đây nó mỏng không? Hai bên đây nó mỏng nè, thấy không? Thấy chưa? Nhìn không? À, nó mỏng nè, nhìn đó, ví dụ nhìn nó, nhìn thấy nó mô ở chính giữa nè, đó nó mô ở chính giữa nè. Và khi mình đắp cục bột lên là nhìn đẹp, viêm nách luôn tình yêu. Trời ơi, viêm nách luôn hả? Chứ không phải nhức nách hả? Viêm nách thôi không được đâu, viêm nách thôi lắm. Nhìn cục bột tình yêu đắp nè, cái ombre nè, bỏ lên nè, nhẹ nè, bỏ nhẹ nè,
Tình yêu đưa ra là tình yêu đập nhẹ nhẹ một cái hai cái ba, một hai ba kéo nè, thấy chưa, thấy chưa, thấy rõ không, thấy chưa? Đó, một cái ngón cuối cùng. Cục thứ hai nè, bỏ thấm lên giấy nè, bỏ lên nè, lo cái cuticle nè, đập đập kéo nè, lo cái cuticle nè, đập đập kéo nè. Đó, như vậy là nó sẽ thành công rồi, không cần phải đụng đậy tới nữa. Bây giờ mình chỉ vuốt, mình vuốt lại cho nó đẹp nè. Đó, hai bên hông. Rồi bây giờ mình bỏ cái bột lia lên đây, cái bộ bột lia lên nè, bỏ bột lia lên, bỏ ngay chỗ này, đẩy cục bột vô, đưa cục bột xuống rồi kéo, thấy chưa? Rồi đưa cục bột xuống kéo, như vậy là nó sẽ hoàn thành xong cái móng. Ok, là ra cái ombre rất là đẹp. Rồi bây giờ mình sẽ bỏ. Dạ, cảm ơn chị ủng hộ nha, chị Christina. Ok, bây giờ tình yêu sẽ chỉ cho mọi người làm cái móng. Móng cái này là gọi là ombre ngược trên ở dưới lên nè. Ombre ngược ở dưới lên thì mình bỏ cái cục bột như vậy. Đó, bỏ cục bột nằm ngang. Mình đẩy nhẹ nhẹ lên, lo cái cuticle trước. Đưa cục bột xuống. Bây giờ đưa cục bột xuống là đưa tới đây thôi, là mình quẹt xuống luôn. Thấy chưa? Để chi? Để cho trên đây nó dày, dưới nó mỏng. Thấy rõ không? Đó, rồi mình lo lắng lại cho cục bột cho nó đều. Đó, cho nó đều. Để chi biết không? Chứ nghĩa là ở trên đây nó không có bột, mà ở trên đây nó có bột. Để chi mình bỏ cái bột lia lên, mình vuốt nó sẽ ra cái cục bột lia nó nằm ở dưới, nó mỏng, nó có lia lên nó sẽ dày. Nếu mình bỏ ngang qua cái, nó bỏ cục bột lia lên, nó làm cho cục bột nó dày lên. Ok. Đó, bỏ tí xíu nữa cho nó đẹp nè. Đó, bỏ tí xíu nữa cho nó đẹp nè. Đó. Rồi cái màu này là CX27 mới của tình yêu nè. Không, tại màu này là cái màu mới, cái này là CX27 mới nè. Cái này là cái clear đờ. Đó, anh chị em lấy một miếng nè. Thấy chưa, thấm nè. Bỏ ở dưới này nè, bỏ ở dưới này nè, bỏ ở dưới phần ở dưới đây nè. Rồi đưa nó vô trước cái đã, đừng có để cho nó tràn ra ngoài. Rồi xong tình yêu là thấm miếng nước liquid nè, vuốt ngược lên nè. Vuốt cái cọ dài lên, vuốt cái cọ dài lên. Thấy chưa, vuốt dài lên. Đó. Thấy nó rơi rơi không? Thấy nó rơi rơi không? Đó, nó rơi rơi là đẹp, lại là mình chỉnh đốn vô đây thôi. Đó, mình chỉnh đốn chỗ này thôi. Anh có thể, rồi coi đã mất luôn à, anh có thể cho em xem độ dày của móng Fosley. Thường thường em làm móng á, em nhìn vào em đừng có quan trọng gì cái độ độ dày của móng nha Fosley. Thường thường á, cặp mắt của mình nó phải có nghệ thuật, là khi mình làm thật sự mình nói câu nghệ thuật thì nó hơi sâu xa. Anh thì anh rất là đơn giản, là quan trọng nhất là cái móng, khi móng nó nhỏ mà nó dài như vậy á thì mình đắp nó phải làm sao cho nó có, nó hơi cái độ dày để khi mình còn phao xuống nữa đó. Nhưng mà đừng có dày lắm, đừng có bao giờ mình dày lắm, mình dày lắm cái móng nó sẽ thô lắm. Nhìn cho nó phải gọn và nó phải đủ, nó nhìn nó làm sao để cho chi nè, khi anh đắp anh đã nói ngay chính giữa này nó dày nè, để chi nó khó gãy, khi nó khó gãy nè, thấy không? Cái quan trọng là mình đắp làm sao ở hai bên hông nè nó phải mỏng nè đó, hai bên hông này nó mỏng đó. Lúc nào tình yêu đắp bột, tình yêu cũng nói với mọi người là nhớ cố gắng đưa cái cục bột làm sao ở chính giữa, nó làm có cái lỗ mô ở giữa thôi để cho nó đẹp. Tại vì hai bên đây nó mỏng, nhìn cái móng tay nó sẽ nhìn nó sẽ có vẻ là cái móng tay nhìn nó natural, nó thon hơn. Tại vì anh chị em làm mà nó ra ngoài quá nó sẽ bị dày bên ngoài, là nó sẽ làm cái móng không có bị thon, nó không có đẹp. Đó, bây giờ tình yêu thấy không? Bây giờ tình yêu để đây. Tí xíu tình yêu quay lại, tình yêu bỏ đắp 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 bột lia lên. Thấy rõ không? Đó, anh chị em là nhìn là cái móng này, tình yêu đưa cái độ dày cho coi, muốn coi độ dày thì đưa cho coi thôi, chứ đâu có dày gì đâu. Thật sự ra mình phải canh làm sao mình bỏ một lớp bột lia lên nữa, nó đâu có dày đâu, thấy không? Nhìn nó rất là mỏng, nó nhìn nó rất là mỏng, thấy chưa? Nè, đó. Nhìn nó rất là mỏng. Rồi. Bây giờ sẽ đắp ở đây bột lia lên ha, đắp bột lia nè. Một ngón bột lia nè. Ngón bột lia thì mình thấm xuống nè, mình thấm xuống cho nó ấy nè, xong mình bỏ lên nè. Này mình bỏ nhẹ nhẹ lên nè, mình đè nhẹ xuống một cái. Đó. Là mình đẩy 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 lên nè, đó mình đẩy lên, mình đẩy cái cọ lên, mình đẩy từ từ mình đập, mình phải đập nha. Tại vì cái bột này mà mình không đập nó không có dính vô cho móng, mình vuốt không có được đâu. Tại vì cái này nó là clear đờ, mình phải đưa xuống từ từ nè, thấy tình yêu đưa xuống vừa đưa vừa đập không? Đập vừa đưa vừa đập nè, đó vừa đưa vừa đập, nghiêng qua.
rồi xong rồi ví dụ như mình thấy cục bột nó ráo rồi là mình nghiêng qua nghiêng lại mình coi cái móng tay nó có đầy đủ cái móng trên cái móng không đó, nó trên cái móng nó có đầy đủ không, thấy không, mình lúc nào tình yêu cũng nghiêng, rồi khi nào bột nó khô nó ráo thật sự nó ráo lại cái đã rồi mình mới vuốt, là mình vuốt là vuốt sau cùng để cho nó láng thôi, hiểu không? Chú đắp lâu vậy mà vẫn không bị khô, có nghĩa là sao? Anh đang xài cái liquid này nó quan trọng lắm. Bây giờ tình yêu sẽ để đây nói chuyện với anh chị em trong vòng 30 second, ok? Tình yêu nói thiệt. Đó. Hello Phong Trần. À. Cho nên là khi mình để này đó, tình yêu để nè, bây giờ tình yêu thấy không? Đâu có khô đâu nè. Ví dụ như rảnh rỗi nè, nếu nếu mà mình nói trò chuyện là mình phải đưa nước vô nè, đó mình đưa nước vô trong đây, đó mình đưa nước vô đó. Mình có lấy nước nè, mình lấy tí xíu nước là mình đưa vô đây, đó mình đưa nước vô đây. Đó, mình muốn nói chuyện với ai đó hay là mình làm cái gì mà mình nói chuyện là mình phải đưa nước vô. Để anh chị biết không? Để cho nó đừng có khô. Đó bây giờ mình vẫn còn vuốt được nè, thấy không? 30 second rồi mình vẫn còn vuốt được. Thấy chưa? Đó là cái mà tình yêu chỉ cho mọi người, không phải là nó khô đâu mà do mình phải thấm nước vô trong đây. Đó là mình vuốt từ từ nó sẽ nó làm cho có còn nước, vuốt mình bỏ nước vô nó thấm vô trong bột nó sẽ làm cho bột nó nhão lại. Đó thấy chưa? Đó bây giờ mình chỉnh nè, chỉnh đốn cái độ của nó. Ví dụ chỗ nào nó thiếu mình cho nó thêm, mà trên đây nó thiếu mình cho nó thêm miếng cho nó an toàn, cho nó đẹp nè. Đó, cho nó đẹp nè. Bỏ lên nè, đó, bỏ lên đây, nhẹ ít thôi, đẩy nhẹ 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 lên. Nghiêng qua cái móng tay, nghiêng người ta qua nè, nghiêng cái móng tay qua kéo nhẹ nè. Và nghiêng qua lại cái móng tay nè, mới kéo nhẹ nè. Đó, là nó sẽ, bảo đảm là nó sẽ đầy đủ bột trên đây hết, là khi mình bỏ bột lia lên là nó sẽ đẹp. Cái bột lia mình thấy vậy cho nó cũng khó làm, nó chứ không phải dễ đâu nha. Mọi người thấy vậy chứ, bây giờ mình bỏ bột lia lên đây, ok, mình bỏ sẽ bỏ cái bột lia lên trên đây. Cái bột lia nó khác, cái leader nó khác nha, hai cái chữ nó khác nhau hoàn toàn. Ok, đó, bây giờ mình bỏ bột lia nè, đây, mình bỏ bột lia nè, mình thấm lên, mình bỏ lên nè. Đó. Bột mình làm mau khô quá, tình yêu ơi, bột làm mau khô không phải là do bột nha mọi người. Đừng bao giờ dùng cái chữ từ bột mau khô. Nghe tình yêu nói không? Đừng bao giờ mình sử dụng cái từ là bột mau khô, bản năng của bột là khô mà làm sao ướt đâu. Phải hiểu nha, anh chị em phải hiểu được vấn đề tình yêu nói là anh chị em phải mua cái liquid gọi là liquid EMA. Mình nói nôm na theo tiếng Việt Nam mình là gọi liquid Solanel đó. Anh chị em có hiểu tình yêu nói không? Thật sự ra anh chị em vẫn không hiểu. Vẫn nói cái câu là ồ bột nó khô quá, bột bản năng của nó là khô chứ nó đâu có ướt đâu. Đúng không? Bột của nó là khô nhưng mà cái liquid này làm cho bột nó dẻo nè, đây là cái liquid tình yêu đang đắp nè, đó tình yêu đang đắp cái liquid này nè, cái liquid này làm cho bột nó dẻo nè chứ không phải là cái bột bản năng cái bột nó khô đâu, bản năng cái bột của nó là khô rồi chứ đâu phải là nó ướt đâu, nhớ nha anh chị em phải cố gắng mua cái liquid mà nó dùng để làm pink and white đó, để làm pink and white, có nhiều khi có nhiều tiệm làm pink and white bằng bột thường luôn nữa, bằng nước thường luôn. Anh chị em thường thường anh chị em xài, anh chị em nhiều khi nói mình nói một câu hơi hơi đụng chạm nhưng mình phải nói, nhiều khi anh chị em thấy tiếc tiền mua cái liquid này nó quá mắc. Đó, mua cái liquid này trăm trăm mấy, liquid kia nó có 30-40 đồng, anh chị em xài, anh chị em để giảm bớt đi cái tiền này kia tiền nọ. Thì đương nhiên anh chị em cái gì cũng vậy thôi, cái gì trong cái quá câu trong một cái quá trình nào cũng vậy trơn á. Nó phải có cái gì đó thì nó mới dẫn đến. Bây giờ anh chị em đi mua một cái quần LV tại sao chỉ giá tới 4-5 ngàn đô la một cái, tại sao mua cái quần ở ngoài nó chỉ giá nó nhiêu có 20 đồng, mình phải hiểu lý do tại sao nó như vậy thì nó phải có cái gì đúng không, thì mình làm nail cũng vậy thôi, làm nail của mình liquid mà nó liquid của nó EMA, thí dụ như EMA nó mắc lắm, nó mắc hơn cái liquid kia nhiều lắm, nó mắc hơn rất là nhiều, cho nên anh chị em thứ nhất là anh chị em á lúc nào cũng nói là xài cái liquid được rồi. Thường thường người những người chủ thì người ta hay có business thông cảm cho người ta đó, nhưng mà mình thí dụ như mình đã chấp nhận mình làm vô cái mình đã đi mình đã update lên cái tiệm của mình thì mình phải làm sao cho thợ nó dễ làm đúng không, đúng rồi. Thường thường là anh chị em hiểu, tình yêu cũng đang giải thích cho mọi người hiểu là ví dụ như anh chị em làm chủ mình, nếu mà mình đã update cái tiệm của mình lên những cái kiểu nail này á, những cái kiểu nail như vậy á, là mình phải mua những cái sản phẩm cho thợ nó làm đó, cho thợ nó làm để cho nó dễ chứ không gì trơn á, chứ giờ mình muốn thâu tiền nhiều mà mình mua những đồ đồ không có đúng thì làm sao đúng được đúng không,
thì chỉ hy vọng là anh chị em nào mà ở trong tiệm thì nói với chủ muốn làm như vậy thì phải mua những cái sản phẩm như thế nào, phải mua cái nước nào và mua cái liquid nào và mua cái bột như thế nào, nó phải có cái quy trình của nó hết á, chứ không phải là mình nói tôi mua đại ngoài kia tôi làm nó cũng ra. Ok, nếu mà nói như vậy thì tình yêu không giải thích nữa, đúng không? Nó cái gì nó cũng phải có, nó phải có cái quá trình của nó hết á, nó có quá trình rồi nó mới có cái kết quả được chứ. Thấy chưa, bây giờ mình đắp xong rồi nè đó, bây giờ mình đắp xong cái móng tay, bây giờ mình sẽ đưa ngang bôi dọc cho mọi người coi độ dày nó như thế nào. Ok nè, bây giờ cái móng này nó không có dày khi mình còn giũa lại nữa. Ok, nhìn cái móng nó rất là natural. Thứ hai nữa là khi mình đắp bột đó là mình gom vô nè cái móng tay của nó nè, đó bốn ngón này nó hoàn toàn nó đều bằng như nhau hết, mình chỉ cần giũa sơ thôi là nó sẽ ra. Đó là cái quan trọng cuối cùng là của mình làm, là vấn đề của mình là mình đắp bột lâu nhưng mà mình tiết kiệm đi cái thời gian mình giũa, hiểu không? Cái vấn đề ở đây á, thật sự ra anh chị em phải hiểu được, khi mình làm một cái gì cũng vậy, mình muốn đẹp thì đương nhiên mình phải bỏ tiền, chứ có không có cái gì trên đời này mà nó gọi là miễn phí hết trơn, không có một bữa cơm nào bữa cơm miễn phí. Mình muốn làm những cái kiểu này thì đương nhiên mình phải mua cái sản phẩm nó ok để cho thợ nó làm. Thứ hai nữa là anh chị em phải am hiểu về cái sản phẩm. Chứ thật sự ra anh chị em làm chủ tiệm nail, đa phần là những người mà chủ tiệm nail là chỉ biết làm thôi, chứ đâu có biết về sản phẩm xài cái gì đâu. Đó là tình yêu chia sẻ thôi. Mua ở đâu không quan trọng, nhưng mà quan trọng nhất là mình phải hiểu được cái sản phẩm nó tốt như thế nào, và phải nó phải work cho cái tiệm của mình. Chứ mình bỏ tiền ra mình mua về mà nó không work thì cũng như không, đúng không? Cho nên mọi người phải hiểu được vấn đề là khi mọi người nói á, là tại vì sao? Tại vì mọi người nói á, theo như tình yêu biết á, mọi người nói là mọi người nói theo cái kiểu giống như người ta nói là mình nói lại thôi. Đó, cái người những người kia nói ồ bột nó dẻo, không có cái bột nào mà dẻo hết trơn á. Mình nói thật, mình nói rất là nhiều lần, có nhiều người họ nói mà mình nhiều khi mình nói cho họ ghét mình luôn. Bột nào mà dẻo đâu, bột bản năng nó bây giờ bột bản năng nó là khô, làm sao nó dẻo được? Đó, mình phải hiểu được vấn đề là ở đâu, ở chỗ nào. Mình nói là nhiều khi mình nói tới nói luôn vấn đề này thì mình sợ anh chị em nói cái thằng này nó nói chuyện thấy bắt ghét không, nhưng mà sự thật là như vậy, bản năng của cái bột nó là khô, nó đâu có ướt đâu mà nó dẻo, đúng không? Anh chị em có công nhận với tình yêu điều đó không? Nếu vấn đề mà tình yêu nói đúng thì anh chị em phải công nhận điều đó. Tại vì sao? Đa phần là mọi người có nói là ồ bột nó khô quá, bột nó ướt. Không phải, cái đó là do cái liquid làm cho bột nó khô chứ gì. This one first. Cho nên á, khi mình làm nail á, mình phải hiểu được cái liquid nó quan trọng lắm. Cái bột á, là anh chị em mua làm sao, đừng có để cho cái bột nó tốt, nó xấu làm sao. Bột nó xấu là lý do tại vì nó hai màu, khi đắp lên nó sẽ hai màu, ok? Nó sẽ đổi màu, là cái đó không đúng. Cái liquid mà EMA mà cấm gì, cái liquid mọi người đang xài mới là cấm á. Cái liquid mà mọi người đang xài nó gọi là MMA là bị cấm. Ok, còn cái EMA là không bao giờ bị cấm. Anh chị em phải hiểu được vấn đề là tại vì những người chủ tiệm nail á, thật sự ra chủ tiệm supply họ không có nói thật với mình, với phần họ không có biết đâu, tại vì họ bán đồ thì họ bán thôi. Cái người mà cuối cùng là những người nào, là những người xài sản phẩm như mình nè mới gọi là cái người hiểu biết. Còn cái người bán supply thì đương nhiên người ta chỉ bán thôi chứ người ta đâu có hiểu về cái luật đâu. Còn cái trong tiệm nail của mình á, là mình phải biết được là anh chị em không tin đi, ở tắc xịt này hiện tại bây giờ không cho xài liquid MMA nữa, cấm cấm lâu rồi. Anh chị em biết nó phạt bao nhiêu tiền không? 25.000. Ok, nó phạt 25.000 ở trong cái liquid đó, nó đem cái máy tới nó đo luôn. Đừng có nói xạo với nó, tiệm tình yêu nó tới nó đo luôn, nó lấy cái liquid của tình yêu nè, đó nó lấy cái liquid nè. Nó lấy cái máy nó chích vô một phát, nó đo ra, nó đo ra, nó nói ồ cái này good, cái này EMA có, chắc EMA xài được. Cái này good, không có cấm, còn cái MMA là nó cấm. Cái EMA là không bao giờ cấm, mà cái MMA mới là cái cấm nha mọi người. Nhớ là như vậy, ở Texas này, còn ở những tiểu bang khác là tình yêu không biết. Như có tình yêu có một người bạn ở Colorado cũng vậy nữa. Ở Colorado, một người bạn của mình ở Colorado cũng xài cái nước liquid MMA, bị test ball vô, test ball warning, phải đi mua cái sản phẩm khác, phải đi mua cái liquid khác.
Đó là tình yêu, nói với bạn tình yêu á là bạn phải đi ra ngoài mua cái liquid là có cái chất EMA như vậy 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 đó, rồi xong cái lần sau cái tụi nó xuống khám, tụi nó gứt, tụi nó gứt cái này xài được, cái kia là không được xài, nghe chưa? Nếu mà xài lần nữa là tao sẽ cho mày 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 cái tích kịch đó. Cho nên là mọi người phải hiểu được vấn đề. Với phần vấn đề ở đây á, thật sự ra tình yêu làm nail cũng lâu, với phần tình yêu là người bán sản phẩm, tình yêu hiểu rất là nhiều, tình yêu hiểu rất là nhiều, cho nên tình yêu muốn chia sẻ lại cho những người làm nail như mình hiểu được lý do tại sao, mà cái bột của tình yêu anh chị em cũng đã thấy mà đắp một cái ngón tay mà nói mẹ gần cả phút trời luôn mà sao nó vẫn không khô đó. Nó vẫn không khô là lý do là tại sao? Lý do là cái liquid nó mới làm cho cái bột nó không có khô, nó không có bự, không có chảy, chứ không phải là vấn đề là ở đây là mình nói theo cái cách là bột nó như vậy, bột nó như kia, không có đổ thừa bột được, bột nó là chỉ có bột xấu hoặc là bột tốt thôi. Ok, thậm chí có nhiều người nói với tình yêu nữa nè, bột xô là không có cái bột nào bột xô là hết á. Ok, chỉ có nước xô là thôi chứ không có bột xô là nha, bột là chỉ có bột tốt bột xấu chứ làm như có bột xô là, nhưng mà anh chị em vẫn gọi là ô bột xô là phải không anh? Anh chị em có biết xô là gì không? Xô là pink and white á, anh chị em nhớ không? Cái pink and white không? Đó, cái pink and white ngày xưa mình làm á, người ta gọi là pink and white đó, cái đó gọi là xô là nail đó. Cái đó gọi là xô là nail đó, đó mới gọi là xô là nail đó. Mà xô là cái liquid xô là nha, chứ không phải là mình gọi là pink and white là xô là đâu ạ. À. Nhớ là như vậy, tình yêu chia sẻ rất là kỹ, cho nên mọi người khi ra mua là phải hỏi. CND đâu có cấm đâu, CND mà nếu mà xài xài đúng liquid CND đâu có cấm đâu, mà đều có cái liquid CND nó hôi quá mình chịu không nổi, CND nó hôi quá chịu không nổi thôi, nó rất là hôi. Nhưng mà anh chị em một điều, tình yêu vẫn thấy mọi người, tình yêu chia sẻ rất kỹ nhưng mọi người không thay đổi, mình nói thẳng luôn là mọi người không thay đổi. Tình yêu đây nè, bây giờ tình yêu lấy cái này cái dư nè, tình yêu đổ vô đây cái dư đó, cái dư của liquid, nhưng mà tình yêu vẫn xài cái ly nè, đó tình yêu xài cái ly. Cái ly là tại vì nó nhỏ, nó sẽ cái tiệm của mình không có hôi. Anh chị em xài cái này nè, nói thật luôn anh chị em vẫn không thay đổi. Mình nói mình chia sẻ rất là kỹ nhưng mà anh chị em vẫn không thay đổi, đó là chuyện của anh em thôi. Là tại vì sao anh chị em nói ô sao nó hôi quá, cho bây giờ tiệm hỏi một cái liquid mà mình đổ vô trong một đống như vậy xong rồi mình đem ra mình đắp mình để gần nửa tiếng đồng hồ nó bay hơi ra nó hôi không? Hôi chứ. Cho nên anh chị em cái gì cũng vậy, mưa dầm thì thấm đất đó. Mưa dầm sẽ thấm đất, cái liquid mà tại vì cái máy lạnh nó trong tiệm mình nó chạy, nó cứ chạy vòng vòng trong cái tiệm mình nó sẽ hôi. Nếu anh chị em thay đổi, tình yêu chia sẻ rất kỹ, thay đổi bằng cái ly. Bằng cái ly đó, bằng cái ly đi. Thay đổi bằng cái ly đi. Đó là bảo đảm là anh chị em nó giảm đi rất là nhiều, là tại vì anh chị em không không có thay đổi. Anh chị em tình yêu vẫn coi like rất là nhiều người vẫn xài cái hũ này nè. Đổ một đống liquid như vậy luôn nè. Đó, đổ một đống liquid như vậy luôn, bỏ mở nắp ra nó hôi không? Nó hôi chết đi được luôn nhưng mà hôi. Tại vì tình yêu chia sẻ cho mọi người đó là những cái đơn giản, những cái nhỏ 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 mà mọi người không thấy được. Đó là cái những cái mà tình yêu chia sẻ cho mọi người, mà tại người mọi người không thay đổi thôi, người nói tiệm em nó vẫn hôi như vậy, mở lắp liquid nó hôi. Liquid nào mà liquid không hôi đâu, nói tôi nghe coi, không có cái liquid nào mà liquid không hôi chứ. Chỉ có làm deep mới không hôi thôi, mà làm deep làm sao làm được đẹp. Làm deep là thôi thua luôn, làm deep bộ tay ra nhìn ói luôn. Đó bây giờ hỏi đơn giản nè, anh chị em nếu mà nó muốn đẹp như vậy nè, anh chị em làm deep sao nó ra được như vậy được? Nó ra được đẹp như vậy được. Rõ ràng không? Đó là thật sự. Mình phải nói sự thật, nhưng mà đều cái là có nhiều cái sự thật thì nó mất lòng, nhưng mà đều cái á, mình nói để cho anh em hiểu thôi. Đó. Tình yêu đã bỏ bỏ cái hiệu đó ở trên Facebook rồi, tình yêu đã bỏ cái hiệu súp hiệu hiệu liquid trên Facebook rồi, anh chị em làm ơn phải vô trong đó tìm. Thật sự ra cái đó là tình yêu chỉ share thôi, share cho mọi người để mọi người xài cái liquid đó nó tốt. Cái liquid đó là hiện tại tình yêu xài cũng đã 10 năm, trên 10 năm rồi. Mà tiệm tình ơi không có hôi, tại vì tình yêu đắp bột rất là nhiều nhưng mà vẫn không hôi là tình yêu đắp bằng cái ly. Tình yêu nói rất là rõ, đắp bằng cái ly. Anh chị em đắp bằng cái hũ của em bé ăn 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 food xong rồi nó đổ ra, là đổ trong đó làm một cái hũ trà bá lửa như vậy, làm sao mà nó không hôi sẽ được. Liquid mà đổ như vậy làm sao nó không hôi. Anh chị em làm xong nè, đó thấy tình yêu làm xong không?
tình yêu lấy cái ly quệt ra nè, nè cái ly quệt ra tình yêu lấy giấy tình yêu chùi xong rồi, nó đâu có hôi đâu, nó đâu còn gì trong này đâu hôi, nó đâu có hở ra đâu hôi, hiểu không? Nó là cái cách chia sẻ mà mọi người không thay đổi, mọi người không chịu thay đổi thôi. Mọi người nói ồ tôi thích làm kiểu của tôi, ồ thì thích làm kiểu của tôi thì đừng bao giờ nói là tiệm mình nó bị hôi như vậy như vậy. Cái đó mình phải chia sẻ, mình chia sẻ rất là kỹ rồi. Mọi người không có theo ý kiến của người khác thì đó là chấp nhận thôi, đúng không? Bây giờ tình yêu sẽ vỗ bằng cái đầu vỗ nhọn ha. Gắn thiếp không ăn là do cái thiếp đó nó bị cái nhựa nó vừa nhựa dởm em ơi. Cái nhựa đó vừa dởm á, nó không ăn thiếp á, nó không ăn. Nếu mà nó cái vừa nó cái người ta gắn ăn mà mình gắn không ăn là do mình chà nhám không có kỹ. Hoặc là cái lưu của mình nó dởm, cái lưu của mình á, cái lưu của mình lưu của dởm, mình xài không được. Nó có nhiều yếu tố lắm em. Nếu mà em làm đầy đủ trên phương diện mà đầy đủ hết á, mà nó không ăn là do cái thiếp nó bị cái nhựa của nó nhựa dởm á, nó không có ăn. Còn nếu mà làm mà cái người ta gắn thiếp người ta ăn á, mà mình không ăn có nghĩa là mình phải coi lại cái cách làm của mình là lý do là tại vì mình chạy nhám chưa kỹ và cái lưu của mình nó không có đúng. Họ bán supply lên biết như thế nào mà chị, chắc họ không có loại như anh tình yêu nói nên họ nói vậy. Để thật sự ra mọi người nên nhớ là bán supply nó có nhiều mặt hàng lắm mọi người ơi, bán supply họ có rất là nhiều mặt hàng, cho nên á mình là người xài là mình tiêu thụ, người xài mình xài cái hãng nào tốt thì mình vẫn kiếp cái hãng đó mình xài thôi, chứ thật sự ra người ta bán supply mà làm sao người ta không biết được, chẳng qua người ta không có, người ta đúng như chị nói đúng, người ta không có thì người ta nói ồ cái đó vậy bắt buộc mình phải đi mua cái của người ta bán. Cái đó là mình ăn thua mình thôi, mình muốn mua thì mình phải chấp nhận. Thấy không? Người bán đâu có lầm đâu, chỉ có người mua mới lầm thôi, chứ người bán đâu có lầm, người bán không bao giờ lầm, chỉ có người mua mới lầm thôi. Trời ơi, có tiệm supply ở Na Uy là tôi giàu luôn, tôi giàu nước trứng luôn. Lúc đó hà trứng của tôi nó không còn nguyên luôn, nước trứng luôn mà, đó gọi là nước trứng, giàu nước trứng. Cho nên anh chị em phải hiểu được vấn đề mà tình yêu nói nha, tình yêu nói. Đó, cho nên là mọi người phải hiểu được vấn đề. Ở đây á, mình đừng bao giờ nói cái câu là với tình yêu là ô anh ơi sao bột của anh dẻo quá. Không có cái bột anh nào mà dẻo hết trơn. Bột anh vẫn là bột giống người ta thôi, là bột tốt hoặc là bột xấu thôi, chứ không có cái cách nào mà nó là bột dẻo. Rồi có cái vụ anh chị em ra ngoài tiệm supply người ta nói ô bột này là chỉ làm ombre, không có cái bột nào bột ombre hết á. Không có cái bột nào bột ombre hết á. Bột là bột màu thôi, ok. Mọi người không có hiểu cho nên người ta nói gì mọi người cứ nghe cái đấy thôi, chứ còn thật sự ra nếu mà nói với tình yêu là không đúng rồi. Tình yêu nói cho nghe luôn, làm gì có trên đời này làm gì có cái bột ombre, chỉ có cách làm ombre chứ làm gì có bột ombre. Bột ombre là bột màu, mình phối hai cái màu vô với nhau nó thành được cái kiểu ombre thôi, chứ làm gì có cái bột nào bột ombre. Mà người Việt Nam mình bán bột này chuyên để làm ombre thôi mới ghê chứ. Nghe là tôi tắt cười rồi, nghe là biết là gạt người rồi, vậy là không đúng. Nhưng mà tại vì mình không biết thì đương nhiên là mình là lầm, chứ người ta đâu có lầm, người ta bán người ta đâu có lầm đâu, đúng không? Còn anh chị em mua là anh chị em lầm là chuyện bình thường thôi, đúng không? Tại vì mình không hiểu là đương nhiên mình bị lầm, còn mình hiểu làm sao làm được. Thí dụ anh chị em ra ngoài thấy không, thấy người ta để trên cái tủ bán không? Nó đề chữ dip powder ombre. Powder ombre là powder gì? Bột đó bây giờ tôi không đắp, tôi không làm ombre, tôi đắp nguyên màu được không? Tôi đắp nguyên móng được không? Được. Cái gì đâu phải gọi là ombre, đúng không? Bây giờ tôi làm thiếp được không? Được. Tôi làm thiếp được luôn, vậy đâu phải là ombre. Đúng không? Tình yêu nói đúng không? Không đúng. Người ta đề như vậy là không đúng, không có cái bột nào bột ombre cả. Bột là chỉ là bột màu mà thôi. Mọi người coi like của tình yêu rất là nhiều, mọi người nên phải hiểu được vấn đề là tình yêu nói như thế nào, anh chị em cứ tự nhận xét. Trên đời này không có cái bột nào bột ombre, đừng có nghe người ta nói, không có bột nào bột ombre cả, bột là chỉ là bột màu thôi. Bột màu là mình mua về mình phối màu với nhau thì nó ra ombre, chứ không phải là bột ombre, mình phải hiểu được nó vấn đề.
Ở đây là tình yêu chia sẻ rất là cặn kẽ cho mọi người, cho nên mọi người phải hiểu được cái cách làm như thế nào để chi, để cái nghề nail của mình càng ngày nó càng am hiểu được nhiều hơn. Chứ còn thật sự ra mình nói thật luôn nha, mình là có bao nhiêu người Việt Nam mình làm nail, nhưng mà có được bao nhiêu người am hiểu được về cái cách làm. Thật sự ra không có hiểu đâu, chỉ có làm thì làm thôi, chứ còn mà nói hiểu được cái cách làm là chắc chắn là không có nhiều rồi đó. Mình nói thẳng luôn á, mình nói thiệt luôn. Ok, bây giờ khách vô làm. Đó, bây giờ khách vô làm thì mình biết làm thì mình làm thôi, chứ còn mình đâu có rành được cái sản phẩm nó như thế nào. Mà cái cách làm nó có nhiều người cũng đâu có hiểu đâu. Đó. Có anh chị nào mua bột của tình yêu nó biết nói sao không? Anh phải bán cho tôi cái bột ombre nha, tôi mới chịu nha. Chứ bán mà bột không phải bột ombre là tôi không chịu à. Nó nói, vậy thôi chị đừng có mua chị ơi, tôi không có cái bột đó. Tôi không có cái bột mà ombre đó, tôi chỉ có bán bột màu thôi à, chứ tôi không có bán cái bột ombre. Chị khẳng định luôn á nha, chị nói với tôi là khẳng định luôn, anh phải bán cho tôi cái bột ombre tôi mới chịu à, chứ bột mà không phải bột ombre là tôi không chịu à. Vậy em mới nói một câu là thôi khỏi mua luôn chị ơi, em có cái bột đó ở đâu ra chứ nó xuất phát từ đâu chứ em không biết. Mình phải hiểu được vấn đề đó, cho nên là tình yêu nói rất là cặn kẽ mà mình chia sẻ rất là cặn kẽ. Cái vấn đề ở đây á, là người thợ nail của mình, người ngay cả những người chủ là người ta vẫn không hiểu, người ta vẫn không hiểu được cái điều đó mình nói. Đó, chẳng hạn như bây giờ mọi người nói với tình yêu, ồ bột của anh sao dẻo vậy, bột của anh sao mà nó đắp nó từ từ vậy. Bột của anh đâu có khác gì bột người ta đâu, nó cũng đâu có khác gì đâu, nó cũng là bột thôi. Nhưng mà cái quan trọng là cái gì? Cái quan trọng là mình pha làm sao cho nó dễ đắp. Đó, cái người pha đó, cái người mà pha bột làm sao cho nó dễ đắp. Chứ không phải là vấn đề là mình pha làm sao mà màu nó phải đẹp. Đó là cái cách mà người ta pha màu, là màu nó ra đẹp. Đó, chứ không phải là cái vấn đề là ồ cái bột đó nó dẻo là do cái bột nó dẻo. Không có cái bột nào bột dẻo cả. Chẳng hạn như bây giờ anh chị em có để ý đi, bây giờ chẳng hạn như củ khoai mì anh chị em bào ra, ok chị em, anh chị em dắt cái nước ra, cái nước đầu tiên lúc nào nó cũng ngon hơn đó, đúng không? Đó là cái mình nói là khi mà cái bây giờ mình lấy cái nước thứ nhất và cái nước thứ nhì, khi mình bỏ tí xíu nước vô á, mình nhồi cái bột lên, cái bột đầu tiên đó, nó làm cho cái dẻo hơn, nó làm cho cái cục bột nó dẻo hơn đó. Cái vấn đề ở đó là cái vấn đề quan trọng là cái vấn đề mình nói ở đó là cái tốt và cái xấu. Đó là vấn đề ở chỗ đó, mọi người phải hiểu. Chứ ví dụ, thí dụ như bây giờ nó đơn giản đi, cái bột đó mà giờ anh chị em không bỏ nước vô làm sao nó dẻo được, nó khô rang. Cái bột mì đó, cái bột mì mà mình hay làm bánh bột lọc hay làm bánh gì bánh nọ đó, bánh kia, lỡ mình không có nước vô đi, mình không có nước làm sao bột nó dẻo được, đúng không? Cái vấn đề là anh chị em, khi anh chị em làm nghề, anh chị em phải chịu. Bây giờ nó có nhiều cái chương trình lắm, nó có nhiều chương trình là sao anh chị em, nhiều anh chị em làm live lắm. Làm live để cho người ta học hỏi về cái cách làm, nhưng mà đa phần là những người ta làm live đó, thì người ta show cái cách làm của người ta thôi, chứ người ta không có chỉ tận tình giống như tình yêu đâu. Tình yêu nói về sản phẩm, nói về cái này cái kia cho mọi người hiểu đâu. Đa phần là người ta chỉ làm cái bộ nail đẹp cho mọi người thấy, để mọi người học theo cái cách làm thôi. Chứ còn anh chị em có thấy ai mà nói rõ như tình yêu không? Nói từng ly từng tí về vấn đề đó không? Đúng không? Cái vấn đề ở đó là mình vẫn phải nói cho mọi người hiểu là chỗ nào. Đó, cái người bây giờ ngay cả cái người mà gọi đến tôi mà mua bột mà nói tôi bột kiểu đó mà tôi cũng phải điếc luôn. Tôi phải tự ngậm bồ hòn luôn. Nhiều khi tôi muốn nuốt hòn vô trong họng luôn. Không biết nói làm sao cho họ hiểu. Bây giờ làm sao? Giờ họ nói vậy đó, bây giờ anh phải bán cho tôi bột ombre tôi mới chịu nha, chứ còn bột kia là tôi không chịu à. Tôi nói một câu thẳng thờ luôn, tôi nói thôi khỏi mua chị ơi. Hỏi sao vậy? Hỏi sao không bán gì? Nói, bột đó đâu có đâu bán. Đó, nói chung là họ là chủ, nhưng mà họ vẫn nghe người ta không hiểu người ta nói gì. Đó, nói chung là mình vẫn nói như vậy, anh chị em hiểu không? Là mong là những gì mà lời nói của tình yêu nó chia sẻ đến mọi người là mọi người phải nên am hiểu một chút về vấn đề cái cách làm của mình, để cho nó cái cách nói chuyện và cái cách làm của mình nó được better hơn. Đó là cái phần mà quan trọng tình yêu chia sẻ là mọi người như vậy. Đó. Chắc
Cho nên cái cách làm á, khi mọi người làm á, thấy nó đơn giản, tại sao mà cái leader nó rơi mà cái này nó ping. Đương nhiên mà phải hiểu được cái cách làm mình mới ra được chứ, tự nhiên không không làm sao mà nó ra được. Bây giờ anh chị em bỏ cục bộ, anh chị em kéo xuống đây đi, bảo đảm với anh chị em luôn, nó có cái ngắn luôn, nó có cái ngắn ở đây liền. Mình phải hiểu được cái cách làm, đó là cái mà tình yêu nói dẫn chứng nãy giờ như vậy đó. Ờ, con đâu? Cho nên tình yêu chia sẻ cho mọi người những cái điều quan trọng, rất là quan trọng. Dù lộ neo nó không phải là cái gì hết, nhưng mà đây là những cái chén cơm của mình hàng ngày đó. Đây là cái chén cơm của mình hàng ngày. Còn ví dụ như làm bộ neo đẹp, bộ neo mà nó này kia kia nọ, đó là chỉ có những cái khu vực nào thôi, chứ còn đa phần là 95% là người ta vô làm cái kiểu này nè. À, ombre, glider, gắn dài cái hột xoàn. Lâu lâu thì có một con dẻ, 80 đời dương mới có một con dẻ. Mình nói thiệt luôn á, đa phần là làm ombre nè, đó, thiếp có phần nè, đắp bột nè, ombre nè, đó, EVD, nó là như vậy. Chứ còn mà có nói chuyện dẻ rồng, dẻ rắn, dẻ mây, dẻ phụng như đây thì lâu lâu mới có một lần thôi, chứ làm gì có hoài đâu. Đây là cái phần mình chia sẻ, là mình chia sẻ cái thực tế của mình là cái gì? Là cái công việc của mình nó mỗi ngày, là cái người khách của mình vô nó sẽ làm như vậy hoài. Đó, nó sẽ làm những cái điều này. Chứ còn anh chị em bây giờ, anh chị em cố gắng hết sức đưa lên đây làm design, làm này, làm nọ, thì lâu lâu mới có một con thôi, chứ làm gì có hoài đâu. Tình yêu ở đây cũng vậy thôi. Tại khách ở đây tình yêu cũng có vụ nó làm design này kia kia nọ thì nó có nhiều thôi. Chứ còn thật sự ra mà nếu dụ như, theo như tình yêu biết ở mỗi chỗ khác á, có nhiều á, nói thật sự luôn, có nhiều anh chị em á, 18 năm mới gặp được cái móng dài được như vậy nữa, chứ đừng có nói 8 năm mới thấy được có cái móng dài nè. Có nhiều khi khu Mỹ Trắng nó đâu có làm móng dài đâu, nó làm móng ngắn ngủn tới đây à, nhưng mà tại vì nó thích quá thì nó phải làm thôi đó. Nhưng mà khi mà anh chị em gặp cái trường hợp đó là anh chị em phải biết cách làm như thế nào để cho nó ra cái bộ neo đẹp, nó đơn giản là như vậy. Cái mình nói chuyện ở đây á, là mình muốn chia sẻ những cái kinh nghiệm của mình, những cái thực tế trong cuộc sống, cái thực tế ở trong mình. Đừng bây giờ mình cứ mơ ảo huyền làm gì, đúng không? Mình cứ nói mình phải làm thiệt cực là đẹp. Quan trọng nhất là anh chị em làm gì, mình nói chia sẻ cho mọi người là lấy cái xếp đẹp, ok, đắp bột giỏi, ok, dũa giỏi, làm ombre giỏi đó, làm dũa xếp giỏi, ok, biết cách làm là kiếm được tiền thôi. Đó là cái quan trọng nhất. Còn những cái năng cao, những cái năng cao là do cái gì? Do cái mình, cái tiệm của mình nó phải có nhiều, thật là nhiều người design giống như vậy thì mình mới làm được. Chứ còn bây giờ vô cái hello, how are you, vừa ngồi xuống cái ta muốn làm bột màu, đắp nguyên móng, đó, xong rồi cái gì? À, làm ombre. Vũ hoài, Vũ rớt lưỡi luôn, nó đâu có làm đâu. Tại vì nó là dân office, nó đâu có làm màu mè được. Cho nên anh chị em phải hiểu được mỗi cái cách làm của mỗi khu nó khác nhau. Bây giờ nó tiệm của tình yêu ở đây, chạy qua cái tiệm bên kia nó cũng khác nhau rồi, chứ đừng có nói là khu vực nó khác nhau. Cho nên là mình đừng có nghĩ là những cái gì mà nó không có thực tế. Đây là những cái mà tình yêu chia sẻ cái thực tế cho mọi người đó. Thấy nó đơn giản vậy chứ mà cái đó là cái chén cơm hàng ngày mình cần phải có nó đó, đúng không? Tình yêu và tình yêu sướng ta, ngày nào cũng được nắm tay người đẹp. Em mà không nắm tay người đẹp là em đói luôn, em ra đường em ở luôn đó. Thiệt luôn đó bộ. Nếu mà em không có nắm tay là bảo đảm anh chị em xe em cũng có đi, nhà em cũng có ở, cơm em cũng có ăn, không chừng em trở lại cái thời nguyên thủy của em ăn cơm độn khoai mì quá. nếu mà nói tới vấn đề đó mà anh chị em nào mà nghe cái chữ độn cơm mà độn khoai mì là biết ở gì. Khoai mì thì cả đống luôn, có 2-3 một nắm gạo lưới lên thôi, thậm chí có nhiều khi cũng có gạo mà lưới nữa. Thấy cái cảnh đó chưa, anh chị em có thấy cảnh đó chưa? Nếu mà không nắm được tay là chết ngắt. Ở Mỹ này mà ngày nào mà mình không nắm tay là ngày đó rầu lắm á, rầu má ơi luôn. Ấy dọn đồ về chị, về chị ơi. Về. Xong này em cũng về luôn à. Con kia nó hẹn ngày mai nó không làm. Nó hẹn ngày mai, em hẹn nó ngày mai à. Mày về sớm đi. 7 giờ rồi, sớm gì nữa.
Nãy giờ tình yêu nói quá trời, anh chị em có hiểu không, mà anh chị em có giận không? Đó là mình nói sự thật, lời thật thì nó lúc nào nó cũng ấy. Đó cho nên là anh chị em thấy công nhận là tình yêu nói không? Những cái gì mà tình yêu nói thì nó rất là chân thật, nhưng mà thường thường những người mà chân thật như vậy là nó phải là chân giả. Những người mà chân thật là giống như cái anh giống như con nhỏ ghệ kia, nó hỏi tình yêu chứ anh ơi anh có yêu em chân thật không, bộ anh đâu có chân giả đâu mà chân thật chứ không chân thật, anh có hai cái chân thật mà. Đó cho nên là mình phải hiểu. Nhớ nha, nãy giờ tình yêu nói chân thật đó chứ không phải chân giả nha. Chừng tình yêu không có chân giả, tình yêu chân thật, hai chân còn nguyên à. Hôm nay là đi kiếm con nai á hả? Hôm nay chứ làm sao hôm nay được, em cứ gì cứ gạt anh hoài, em gạt anh hoài nha, không được nghe tư trần. Hôm nay đàng hoàng nha, chứ hôm nay là không chơi à, hôm nay là em dụ anh rồi không được đâu. Đó, bây giờ mình sẽ bóp, mình giặt máy xong rồi mình vuỗ lại một lần nữa cho nó đẹp. Tại vì thường thường mình làm xong rồi anh chị em thấy những cái đầu móng nó không có thẳng không? Đầu móng nó không có thẳng. Mình vuỗ lại một lần nữa cho nó đẹp nha. Vuỗ lại một lần nữa cho nó đẹp, cho nó perfect. Rồi mình bỏ treo lên nó mới đẹp được. Đó là cái quan trọng, là mình làm những cái điều này là điều rất là quan trọng, là mình phải cẩn thận cho khách. Khi họ làm những cái bộ nail này á, là mình lấy nó cũng giá cao lắm chứ không có rẻ đâu. Bộ nail thường thường mấy bộ nail này là ăn 60 đồng một bộ chứ không có rẻ đâu mọi người, cho nên mình phải làm cho người ta thiệt là đẹp. Đó, mình phải lấy cái xếp lại cho nó đẹp, cho nó thẳng. Lỡ mình có chụp hình, chụp bóng gì nó cũng đẹp, nó tăng thêm phần sắc sảo. Đó, sáng nay tôi bỏ bộ nail lên, tôi nói làm ơn đừng có nói tôi làm Photoshop nữa, tôi không có Photoshop nào hết trơn. Ok, cái bàn tay tôi chỉnh ánh sáng thôi, bàn tay của cô này đẹp thì tí tôi chụp hình tôi chỉ chỉnh ánh sáng tí xíu thôi là nó đẹp rồi. Có người vô hỏi chứ, ồ anh ơi cái bộ tay đó, cái bàn tay ai mà đẹp vậy, hỏi một cái tôi nói thiệt ở trước mặt cái tôi giọng vô trong mặt luôn quá. Hỏi gì mà hỏi, có nhiều người hỏi cắt cười quá, ồ cái bàn tay của ai mà đẹp vậy. Trời, bàn tay của ai tôi đâu có biết, nó là khách tôi làm thôi chứ tự nhiên hỏi tôi bàn tay ai đẹp vậy. Tôi không biết được trả lời sao luôn, nói thiệt. Nhiều khi hỏi một câu mà tôi không muốn thiệt đó. Nhiều khi tôi giận mà cứng luôn á. Nhiều khi mà hỏi một câu giận cứng cờ luôn. Không biết được trả lời luôn, thiệt. Hỏi anh ơi, bạn ơi nữa chứ, bạn ơi sao, bàn tay của ai mà đẹp vậy? Trời ơi, tôi hỏi tôi một câu tôi muốn cứng cờ luôn. Lấy về đi, xong. Đó anh chị em nhớ nha, những gì mà tình yêu chia sẻ cho mọi người đó, đó là tình yêu nói lời thật không à, chứ không có giả dối trong đó đâu. Anh chị em phải hiểu được cái sản phẩm mình đang xài, mình đang làm cái gì. Ví dụ như ombre là cái cách làm ombre thôi, chứ không có cái bột ombre. Bột này nó là bột màu, ok? Bản năng của nó là bột màu. Almost done. Cho nên mọi người phải hiểu được cái cách làm của mình, phải hiểu được cái cách làm nail của mình. Chẳng hạn như vô là người ta muốn đắp bột, ok, người ta muốn đắp bột gì, bây giờ nói đơn giản là đắp bột sơn treo là mình phải sơn đập, là mình phải làm gì, mình phải đắp full set mình mới sơn treo được không. Vô làm ombre, ombre là gì, ombre là lấy hai màu lên làm, nó lựa hai màu nào nó thích làm ombre, ok, là lấy bột màu ra mình làm thôi. Ví dụ làm kim tuyến thì mình lấy kim tuyến ra mình làm, chứ đâu có cần là mình phải nói đơn giản là mình nói như đơn theo cái cách làm của mình thôi, chứ làm gì có cái vụ nào mà người ta đi xa vấn đề quá. Tại vì sao biết không, thường thường mà cái gì nó hot á
cái gì mà nó hot á là người ta hay đưa vào cái tâm lý của mình, đưa vào cái tâm lý của cái người mua đó, người ta đưa vào cái tâm lý của người mua, thấy chưa, đưa vào cái tâm lý của người mua, cho nên người ta đánh vào cái thị trí của người mua đó, cho nên họ nói như vậy. Mình phải hiểu được vấn đề đó là như vậy. No. I was looking at you when what's it called? When he was filing another like huh? Did that hurt? Hello mọi người, đến sau nha. Hello Lộc. Đó, thế giờ bây giờ mình bỏ cái quan trọng nhất khâu trùng nè, đó mình làm bộ nail xong nè, mình bóp phờ nè, đó mình bóp phờ xong cho nó đẹp nè, là mình bỏ treo lên nó sẽ đẹp, nó sẽ rất là đẹp. Tại vì mình nhớ bóp phờ là phải bóp, cũng phải bóp cho kỹ. Đó, mình bóp hai bên đây rồi mình đưa ở dưới này, mình bóp cái tay mình giũa ở dưới này cho cái cạnh nó đừng có bén. Hiểu không? Mình dùng cái tay này mình bóp ở đây nữa là mình sẽ đi cái đầu này nữa nè, để cho nó đừng có bén. Hiểu không? Nó đừng có bén. Đó là cái mình phải cần phải làm những cái này. Mình đừng có ẩu, mình đừng có làm sẹt xong mình bỏ đi là không được. Cái tay của người ta nó sẽ bén dưới đây nè. Đó, mình bỏ dưới mình lắc nè, đó lắc nhẹ nhẹ nè. Giờ giữ cái tay ở đây rồi mình làm nè, đó, đó. Mình phải làm theo nó nhiều cái chương trình mình làm lẹ, nhưng mà cái mình không có bỏ cái đường, mình bỏ mấy cái nào mình cần bỏ thì mình bỏ, cái nào không bỏ là mình không nên bỏ. Thấy chưa? Tí tình yêu bỏ treo lên cho mọi người coi. Nó rất đơn giản nhưng nó rất đẹp. Nó đẹp. Nó đẹp ở chỗ nào? Đẹp là cái chỗ từ cái đơn giản mộc mạc, là những cái bộ nail thành thật ở trong cái cuộc sống của mình. Chứ còn những cái bộ nail mà bỏ nào là lồng rắn lên mây, là những bộ nail đó người ta chỉ show những cái cách làm cho nó nghệ thuật thôi. Chứ còn bộ nail này mới gọi là bộ nail thật sự là kiếm tiền đây nè. Đây là bộ nail mà tình yêu chia sẻ cho mọi người, là bộ nail kiếm tiền hàng ngày của mình đây đây. Ở nơi đây là cái hàng ngày của mình nè. Đó. Đó là những cái chén cơm của mình hàng ngày nè. Mình làm xong mình làm ra đẹp mà mình về mình không ngủ ăn ngon ngủ yên là nó đây. Ok, go wash your hand baby. Dạ bye chị. Rồi bây giờ tình yêu sẽ bỏ treo cho mọi người coi nha. Hello Quang, hello Quang, khỏe không? Giờ mình quay qua đây một cái đi, cho mình nhìn mặt một cái đi. Ủa nhìn mặt đi, nhìn mặt đẹp trai không? Hôm nay tóc tai rồi không cắt. Già đi nhiều quá, râu ria không cạo nữa. Nãy giờ mình nói nhiều đúng không? Mình nói nhiều lắm á. Nhưng mà anh chị em có hiểu hay không mới quan trọng á. Nhiều khi có nhiều người cũng không có hiểu mà cũng không cần hiểu nữa. Thật sự là như vậy, mình thấy rất là nhiều. Có nhiều anh chị em coi live nhưng mà anh chị em đâu cũng đâu thay đổi đâu. Làm cái lưu hữu liên quịch dày cỡ này nè. Rồi xong rồi, ô tiệm em nó hôi lắm. Đắp cái kiểu đó mà không hôi mới lạ. Ok, giờ mình bỏ treo nha. Nhìn đẹp trai không? Cũng còn ngon lắm chứ bộ. Nhìn là cười rồi. Đó. Nhìn là cười rồi. Đúng rồi, bây giờ mình chuẩn bị bỏ treo. Rồi xong mình về mình vui thì mình karaoke còn đó. Ở trên đời này không ai chơi tiền hết đó, thông tánh thôi, không ai chơi tiền hết, không ai chơi tiền nhiều hết đó. Mình chỉ là một cái hạt cát trên sa mạc mà thôi, đừng có nói mình tiền nhiều. Thật sự ra mình làm kiếm sống không là cái gì hết. Người ta bạc tỷ mình kiếm bạc ngàn còn không ra, lấy đâu ra mà kêu tiền nhiều. Chừng nào mà tôi có bạc tỷ trở lên tôi mới gọi là tiền nhiều. Đúng rồi, nói dễ hiểu mà nhiều khi người ta không muốn hiểu. Đó, có nhiều người họ không muốn hiểu. Đó.
Chưa có cậu em ơi, chưa có về. Cậu chưa có về, xin nói thiệt luôn, cậu bây giờ ít nhất cũng tháng 12 mới có. Chóng mặt quá. Bởi vì buôn bán mà kiếm kiếm tiền kiếm kiếm đồng tiền lời cũng đâu có dễ đâu. Cậu không có lấy gì lời. Trời ơi, sống nào cũng bạc chịu được rồi, phá hoài. Tôi mà bạc chịu chắc tôi lên trên mây tôi ở luôn, chứ ở đâu dưới đây chơi nó mệt vậy. Tôi mà có bạc chịu là tôi lên mây tôi ở luôn, khỏi ở dưới này luôn cho nó mệt. Ok, put in here. Put in. Yep. Khi nào anh có nhớ nhắn tin. Ồ, Trần Vũ ơi, khi nào có tình yêu bỏ lên trên 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 Facebook ha. Anh tình, anh cảm ơn chia sẻ kỹ thuật, cảm ơn sự chân thật và cách làm của anh. Dạ, cảm ơn chị Thùy Trâm. Những cái điều này là những cái điều mà tình yêu nói rất là rõ với anh chị em, là nó rất là quan trọng, là khi cái ngành nail của mình đó, người ta làm, vấn đề người ta làm thì nhiều nhưng mà người ta không có hiểu nhiều, đó là sự thật. À, ở lên mây có nhiều người ở lắm em. Anh mà có được bạc triệu là anh lên mây có nghĩa là sao em hiểu không? Anh mà làm được bạc triệu anh lên mây có nghĩa là anh chết rồi đó. Trời ơi, làm mà tới có bạc triệu là chết luôn rồi. Nó mình sơn treo xong rồi mình sẽ cho bà con coi một cái bộ nail bình thường mà nó ra lấy tiền nó đẹp như thế nào ha. Rất là đơn giản nhưng nó rất là dễ thương, nó rất là đẹp. Làm mà được $1,000,000 là bảo đảm với em là đích à, không còn sống trên đời nữa. Put in this one. Yeah. Nó ngồi nói chuyện mẹ nó mà quên cái bàn tay nào để mà nó bỏ vô luôn. Ok, bây giờ mình bỏ cái này lên đã. À, bỏ cái bàn tay lên cho mọi người coi cái nào. Daddy đem cái phát phạt sao mà nó là nó hư vậy hả? Sao mà con hư vậy? Đi học về mà bỏ phát phạt ở đây không đem về là sao? Bye bye. Is this where Mary came from? Huh? Is this where Mary came? No, where she was. It started with E. I don't know the place. It's somewhere around this block. Hôm nay tình yêu đeo khẩu trang và mà vẫn yêu. Chúc tình yêu tháng mới lại đông khách. Chị ơi, mùa này ai cũng vắng đó chị ơi. Chúc em cũng em cảm ơn thôi. Bây giờ có chúc cỡ nào nó cũng ế. Mùa này là mùa ế mà mọi người. Mùa này là mùa người ế nhất trong cái nghề nail của mình. Đó, anh chị em thấy không? Đơn giản. Đơn giản, đang giỡn kiếm tiền. Đô la. Đơn giản. Mua qua Seattle làm giàu nhanh hơn. Qua đó có gì giàu, anh bán thuốc phiện giàu hả? Bán xì ke giàu hả sao à? Trời ơi, ở đâu cũng làm thấy mồ luôn. Chứ qua Seattle mà giàu gì nó cũng giống nhau thôi chứ. Cũng đất Mỹ không mà, cũng là USA thôi à, đâu có gì đâu. Tình yêu thấy chỗ nào nó cũng giống nhau thôi. Quan trọng nhất là anh chị em ở đâu nó thành một cái thói quen thôi. Nó ở đâu quen đó thôi. Chứ còn mà nói làm giàu cái gì anh chị em ơi, ở đâu cũng giống nhau à. Đó, bây giờ anh chị em để xuống này đó. Bàn tay mình để xuống đó. Mình muốn để xuống là mình phải đè cái đầu nó xuống. Vậy đó, mình dụ kêu nó đè xuống. Đó là để chi? Để mình bỏ lên mình làm hình nè. Put it down. Put it down. Put it down. Yeah, put it down. Put it down. Together. And put it down. Yeah, đó, right there. Xong rồi mình coi nè, đó, mình coi cái bộ nail nó đơn giản lắm, nó không có gì cầu kỳ á, mà nó đẹp. Thấy chưa? Đơn giản thôi, đây là những cái bộ nail mà tình yêu nói với anh chị em là kiếm tiền. Đây là những bộ nail mình kiếm tiền nè, đó, những bộ nail mình kiếm tiền hàng ngày đây nè. Đó là những cái quan trọng đơn giản mà nó kiếm tiền hàng ngày. Thấy chưa? Ok. Rồi.
Thôi, không có dám nhận đệ tử đâu Trần Vũ ơi, sợ lắm, sợ đệ tử lắm, đệ tử bán sư phụ ăn hoài à. Rồi, tình yêu xin tạm biệt anh chị em ở chương trình ở đây. Hẹn anh chị em vào chương trình kế tiếp. Bye mọi người nha. Tình yêu xin tạm biệt. Bye bye.